Chửi phát ngứa miệng quá. Thôi để tôi chửi phụ cho bà. Thôi, bà vừa chửi vừa mệt mỏi rồi. Để tôi chửi phụ cho. Đang ngứa mỏ nè. Không, đang ngứa mỏ. Chửi phụ nha. Hôm qua đến giờ là mà cái mạng nó kém á. Hôm nay tự nhiên là con nó khỏe lại này. Chắc là nhìn thấy cái bọn ba que nó mất dạy quá nên mạng nó khỏe lại à. Nhìn thấy chú nó là nhìn thấy vitamin là khỏe lại này. Không. À, cái hôm qua nhìn có thấy tôi thấy con liền cái con Sophia lần xè nó lên nó khóc cái mỏ ủ rồi ngồi nó mình trời có yêu quê hương nó khóc tôi yêu đất nước Việt Nam tôi thèm về đường Việt Nam lắm tôi mà sao mà không được thương quá Bị thương bắt rồi á, xong bị bắt rồi, quá. không lại với ông cái con Trinh, tha cho con đi đấy. Quên em chào mọi người nha, em đang hăng máu em quên em chưa chào cả nhà yêu của mình. Trời ơi nó lên nó khóc cái mỏ nó nhọn xong rồi cái mặt nó u ra một đống như đít vịt tình như cái đít đít trâu đẻ những cái lồn trâu đẻ mặt nó xị ra rồi cái mắt nó chỉ hí lại này ra thì hả mẹ là cứ thở mặt cũng vĩnh trời ơi như cái lần xè khủng khiếp. Nó khóc nó thương con Việt Nam rồi nó chửi những người mà đi không chịu lãnh tiền không chịu đi đi không chịu đi trời ơi đấy là gì thấy không mọi người dân Việt Nam bây giờ phải phải tuyên truyền mạnh là đừng nghe theo nó lên nó khóc như khóc mà cái mã bố nó sập ạ ui rồi ok Em nói chị Phượng tiếp. Phạm nghe nè, bao que mấy thằng bao que mà chỗ chính phủ lâm thời nó cai cú em À, á. con chào cô Hoa chào cô. Em thèm nhìn này em thật em thèm về Việt Nam lắm nhìn này rồi làm sao đây em thèm bát phở Việt Nam mà sao nhục nhã quá rồi không thể về được bây giờ về sân bay là chó đó là nó bắt đầu là chó săn của cảnh sát nó cắn hết bướm em rách nát bướm em phải quay về Mỹ. Ôi Sophia ơi Hai hôm qua mã hai bố chị nó em sập chữ liền nhà quá, con muốn gục luôn rồi. hôm qua mã bố con Sophia nó sập mà nhìn thương vô đó mà thương mà em không biết rút cách nào. Nhục chưa con nhục chưa chửi cho đã thì nó cũng cuối cùng là sao cuối cùng cũng lòi cái mặt chó với mày là tóm lại là cũng muốn về Việt Nam nghe con cáo đã lòi đuôi rồi tóm lại cũng thèm về Việt Nam mà không được về cho nên bây giờ mới sủa luôn mới mức độ mà kinh khủng giật trên cấp 12 lận á tóm đi tóm lại cuối cùng chúng mày cũng thích về Việt Nam thôi đừng có chê Việt Nam nhé cóc chết 3 năm thì quay đầu về núi không chim có tổ thì người có tông bao giờ cũng muốn về Việt Nam quê hương hết cho dù đi làm ăn xa nơi nào thành công thành đạt cỡ hả giàu cỡ nào thì cuối cuộc đời người ta cũng nghĩ về cái nơi chôn rau cái giống của mình thôi cho nên là chúng mày tóm lại một cái vấn đề chúng mày vẫn là thích về Việt Nam chứ đừng có nói là chê đất nước Việt Nam chúng tao đúng không nói đi nói lại là vẫn như vậy thì thôi tốt nhất là cái sống tốt đi sống tốt là dành dụm một số tiền cuối cuộc đời già để hưởng thụ một cái bầu không khí trong lành của Việt Nam một cái tình Đúng làng rồi nghĩa anh. xóm một cái tình dân tộc mắc mớ gì mà chúng mày cứ phải gào thét như con điên con dại bên kia để kiếm ăn rồi cuối cùng khi muốn quay về Việt Nam không quay được vì dân Việt Nam chúng tao quá ghét còn một số thành phần ở trên mạng xã hội giống như Trung Minh chẳng hạn đi Trung Minh là cũng bảo là một số thành phần ở bên Mỹ là chống cộng cực đoan thôi chứ còn hầu như bà con Việt Kiều là đầy yêu nước chúng tôi rất trân trọng những người yêu nước Ngủ người Việt Kiều tôi cũng là Việt Kiều gục. tôi cũng Ngủ là gục Việt đúng không? Kiều đúng không tôi cũng là Việt Kiều nhưng mà tôi về được bà con Việt Việt Kiều ở Việt Nam rồi nhân dân Việt Nam anh em họ hàng đón tiếp rất là thoải mái rất là vui vẻ rất là tình làng nghĩa xóm đâu có thể khổ nhục mà khi cào thét rồi đào cha mắc mẹ anh để về Việt Nam mà cũng không được về vậy các bạn có nghĩ rằng các bạn làm những việc như vậy là thất đức không đúng không tại sao phải gào thét chửi quê hương trong khi trong lòng mình là cồn cào muốn về quê hương tại sao phải làm việc đó mà không sống cho tốt đi để mình một ngày nào đó mình được về trên cái đất mẹ mình nhắm mắt xuôi tay cuối cuộc đời của một kiếp con người có một cái danh phận có một đất nước có một mảnh đất để cho mình ở đó tại sao các bạn không làm được như tôi
không làm được như bao người Việt Nam, được biết bao người Việt kiều nước ngoài họ cũng đi làm ăn xa xứ, cũng muốn đi những cái nơi văn minh để phát triển những cái khả năng của họ, rồi họ kiếm những cơm manh áo, rồi họ tiếp xúc những nền văn minh để cuối cuộc đời họ về đất nước Việt Nam, họ chết trong vòng tay của đồng bào của Việt của chúng ta, chết trong vòng tay của dân tộc, có một cái danh phận đàng hoàng. Các bạn ngào thế thì các bạn xui suốt những người ta vào tù ra tội, bây giờ khổ cực hỏi chưa? Như vậy mà các bạn lúc nào cũng há miệng là yêu thương dân tộc Việt Nam. Yêu chỗ nào? Đẩy người ta vào tù cùng cực của một con người khổ sở, bần cùng bần hạn như vậy. Mà há cái mồm chó là yêu dân tộc Việt Nam. Rồi làm sao? Tôi về Việt Nam, tôi thèm về Việt Nam, tôi thèm hương vị Việt Nam. Có nhục không? Một cái thèm đơn giản của một con người Việt Nam rất là đơn giản. Sống là tốt. Mình kiếm một ít tiền 5, 2 năm, 3 năm về Việt Nam thăm gia đình một lần, thăm họ hàng, mồ mã tổ tiên, thắp một nén nhang như vậy cho có cuộc đời mình thanh thản. Tại sao các bạn không làm được mà các bạn thấy khao khát lên như vậy? Có nhục không? Cũng một kiếp người, tôi cũng là một người Việt kiều, tôi đi từ 18 tuổi đến bây giờ mà có một năm về hai lần, thậm chí năm công việc gia đình được giải quyết, công việc của tôi ở gia đình tôi 2-3 lần tôi vẫn về bình thường, về sân bay chẳng có ai hỏi tôi lấy một câu nào cả. Tại sao các bạn lại khổ sở? Cũng một kiếp người các bạn khổ sở vậy. Chúng tôi chỉ lên án một số thành phần nhỏ cực đoan, chống cộng cực đoan ở bên Cali hoặc bên một cái số nước châu Âu thôi. Chúng tôi không có vơ vào Việt kiều, bản thân tôi cũng là Việt kiều. Nhưng tự nhiên thì mọi người trong nước nói thì mới là không có hiểu gì về Việt kiều nên tưởng ai cũng xấu. Vậy chúng tôi là cái điển hình đây là cái gì? Tại sao về mà anh em quý mến? Các bạn có thấy nhục so với tôi không? Một cái bạn gào thét lên xong rồi đưa đẩy người Việt Nam nó tột cùng của những cái đau khổ, những cái nghèo nàn, những cái tù tội như vậy. Mà một cái lỗ miệng hùm gan sứa làm được cái chó gì cho đời. Thiên ngang ngỡ mặt nên mới đời mới dễ mới khó, chứ còn cúi mặt lúc nào cũng nhìn vào háng mình đem lông thì đơn giản lắm. Cái kiếp chó các bạn ở đó thôi, đúng không ạ? Các bạn đừng có mà cái sủa kiểu lúc nào cũng. Còn cái bạn gì, cái bạn Trung Minh đó, không ai chửi bạn đâu, bạn yên tâm. Người ta con người Việt Nam nó chẳng biết nghĩa cái tình lắm. Không có ai mà đối xử với bạn, nếu mà bạn hiểu mình thế nào là mình là người Việt Nam, bạn cho bạn một cái danh phận là người Việt Nam đi. Chẳng qua là bạn đi giữa người, bạn làm ăn mày xấu sao cái thương như một chuyến công tác dài của cuộc đời bạn đi, như một công tác dài của cuộc đời bạn thôi, bạn sẽ có ngày mà trở về. Chúng tôi sẵn sàng đó, các bạn không phải nghĩ ngợi chuyện đó. Coi những chữ là chữ như thành chó đẻ như Lisa Phạm rồi Jenny Trần rồi Trang Lê rồi mấy con hỷ Sophia đó, rồi cái thằng David Lê đó, cái bạn Tân Thái đó, cái bạn chó đẻ như vậy á. Với Việt Nam chúng tôi, cái bọn này chó rẻ. Thật sự chó của mình rẻ rồi thì nó tởm cỡ nào rồi, tanh cỡ nào rồi. Đừng có ví Việt kiều là mình chửi tôi, đó là Việt kiều ai chửi tôi đâu. Tôi cất một tiếng nói là bạn để ủng hộ tôi. Tại sao các bạn không làm được điều đó? Nhục nhẹ. Chị nói cho em nghe. Nói đi. Để cho Phượng nói đã đi anh chị em. Nhỏ tức lâu ngày rồi, để cho nhỏ nói đi. Hôm nay nói đã đi cưng. Cho Phượng nói. Hôm nay sao? Đấy. Tức chứ bao quen em mà nghe đừng cho lên à. Từ đây về sau không bao giờ mời bao quen lên nhà, không có mời tiệc nói, chỉ ngồi cho nghe. Nhưng mà ngồi mà nghe thân phận của mày nghe để mà hiểu cho chút. Cuộc đời cái con chị Nguyễn tên của mày là tao cũng biết là cái tên lộn hộp rồi, hồi lộn dưa rồi à. Ai bán nước mày? Mày biết ai bán nước không? Cái thời thằng Nguyễn, thằng Ngô Thành Diệm á, nó bán nước cái gì đó, nguyên cái phố đường tàu ngoài ngoài quận 5 đó, đấy, cái đường chợ người qua ngoài đó, phố đường tàu ngoài đó đó, đấy quận 5 đó, cái đó ai làm gì, ai bán nước gì tụi bay, hả? Thằng Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu như bay. Rồi chỗ quận 5 toàn là người qua không đó, nguyên cái đường phố đó người qua không đó, ai bán nước chị bay? Cái đó là thằng Ngô Đình Diệm, thằng Nguyễn Văn Thiệu bán vậy, tao hỏi tụi bay. Chứ tao thấy là cộng sản chưa có ai đem mà người qua vào và đặt nguyên một cái chỗ của quận đó là cho người qua hết á. Ha. Chứ tao thấy rồi, thấy Ngô Đình Diệm với Nguyễn Văn Thiệu nó làm rồi đó tụi bay. Nha. Đó tụi bay chữ đi. Tiếp Phượng. À, cái thằng Sơn Tùng nó bảo mình là mồm giống cái gì á. Mẹ mày giống như vậy thôi, mình nhìn ai cũng giống thằng cái mồm mẹ mày á, cái mồm con đĩa mẹ mày nó giống vậy thôi, nhưng mà thực sự ra là họ khác giống, khác loài khác giống lắm.
khóc khát máu tanh lòng, tao chẳng xót xa khi mày chửi lồn mồm mày, mồm mày cái mồm cái lồn mẹ mày giống giống cái lồn trâu, tao không có thương tiếc bởi vì khát máu tanh lòng. Nếu mày chửi người khác thì tao xót, nhưng mày chửi đĩ kênh, mày chửi con đĩ mẹ mày làm đĩ với cái mồm lồn mồm mẹ mày giống cái lồn trâu thì tao công nhận, đúng không? Quay được tên không? Tao nhớ là mày mày tán tỉnh tao qua. Nó qua lên con mờ, nó qua có gì đâu, con chào nó qua. Sơn Tùng này nó tán em này chị, nó nhắn qua Messenger, nó bảo anh thích em này, xong rồi giờ không được cái nó quay nó chửi em là mình vợ hai vợ bé của Bảo Vũ á. Ủa đấy chị thấy không, mày tán tao không được vì mày xấu quá, cái mồm mày bẩn, là người ta nghe nói là cái lồn cái mồm mẹ mày giống lồn trâu, tao sợ mai mốt mà tao lấy mày tao đẻ con, cái con tao giống cái bà nội như vậy, tức là mẹ mày thì sao, con tao xấu thì sao, mày đừng có xía tao khi tao chưa ỉa, và tao chưa ỉa cái bàn thờ nhà mày có hàm gì đâu hả? Tao đang chửi với cái bọn ở bên kia kìa, cái bọn mà nó khốt, nó đưa dân Việt Nam những người mà số thành phần mà không có nhận thức được cái bảo tao xót xa cho người, bà con Việt Nam chúng ta là sửa hiểu biết nó hơi kém một chút, thành đã đưa vào tù tội gia đình ly tán, con cá nhục nhã khi cha mẹ vào tù vì cái tội phản quốc, thì tao xót xa vì tao cũng một lòng một kiếp người, tao cũng dòng máu Việt Nam máu đỏ da vàng, đúng không? Thì tao xót xa những cái kiếp người mà đi vào tù vì vào tội như vậy, ở ngoài thì hùng hổ như hổ báo cáo trồn vào trong người ta mặc vào còn gặp của anh là toàn đóng biển không à, toàn đóng biển không à, mà chúng mày có sót không, cũng là kiếp người chúng mày, chỉ cái tình thương với tình thương con người chúng mày nó không có rồi thì hà cớ thì chúng mày bao la tới mức độ chúng mày sẽ yêu cả cái dân tộc Việt Nam này, chúng mày cay tao lắm à hả, chúng mày làm gì được tao, cái nếu mà làm gì được thì cái đất nước Kiệp này cũng đầy phản động, ở bên Đức thì đầy phản động, cứ sang cũng có giết tao mẹ tao lâu rồi, nhưng nó không dám giết vì chính nghĩa luôn thắng, chúng mày chẳng làm gì được tao, cái bên này thiếu phản động, cái cỡ mày là cái loại gốc rễ ở quê thì ở ách ngồi đây dí thì làm được cái gì, chỉ bán cái hạt hơn hơn Tùng hả, là chó đẻ mày, chỗ mày hả, không biết thương xót đồng bào, chỉ cái mồm lăm lẽm như cái mầm lờ, xong rồi mày thương dân tộc Việt Nam mà khóc nước đái là từ đái đâu lấy rõ mắt để ra cái bộ thương đồng bào, chúng mày đã nước giải mà xỏ lá khi chúng dân tộc Việt Nam mà đau khổ nghèo nàn, chúng mày đau lòng, chúng mày xót xa, nó lặng lại trong lòng, đau mức độ mà im lặng trong lòng lại chứ không ai mà khóc lóc như chúng mày, thương dân tộc Việt Nam lắm, thèm một bát vợ Việt Nam lắm. Đừng đạo đức giả như tao này, tao thích về Việt Nam nó là tao về à, chúng mày sống tốt đi, còn một cái kiếp người đi cho nó có một cái danh phận là con người đi, đừng làm kiếp chó hoài. Khi làm con người được đã là khó khăn rồi, tu được một kiếp người đạo đức càng khó nữa, chứ mày cố gắng đi, đó là cái nền văn hóa của người Việt Nam đó, đi ra nước ngoài nhưng mà lúc nào cũng đun đau đáu về quê hương, tấm lòng lúc nào cũng hướng về quê hương, cuối cuộc đời mình về quê hương mình hưởng thụ thứ về cái tuổi già an nhàn cuộc sống trong lành ở quê, có tình làng nghĩa xóm, ốm đau có người canh đường hộp sữa cũng là một cái tấm lòng của chúng mày, bên này chết thối ba bốn ngày họ không thấy đi ra khỏi nhà, cảnh sát nó đến phá cửa lên lâu, chúng mày thối như tích một đống rồi bọ kìa, có không? Mày cũng hay chúng mày công tâm mà công nhận tao là có hay không, cái kiếp lưu vong có như vậy hay không, sống đơn độc rồi cuối cuộc đời già, xong rồi 4-5 ngày hàng xóm không thấy ra, cái mùi thối bay ra, cảnh sát đến là 700 ngày chương trình rồi bỏ đầy rồi, mẹ sĩ diện nói há mồm mày còn sĩ nào, cũng đất nước Mỹ là tuyệt vời với người Mỹ thôi, với người sống ở đạo đức thôi, còn sống ở chỗ mày mẹ mà ngọt coi như gốc rễ chó đẻ thì đó nhục lắm. Cho Hà My lên chị à, cho Hà My. Hà My ok nhá, chào Phượng nha, em chào.